Chào bà con cô bác nha. Hôm nay mùng 1 tháng 6 lần 2 nha. Vì hôm qua mình đăng cũng ngày mùng 1 tháng 6 luôn. Cây Samsung Note Edge nha. Cây Samsung Note Edge bơm hàng từ nọ này mấy ngày trời trở về đến đây nè. Cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32 GB. Nó khởi điểm cho màn hình cong một vế nha. Màn hình cong nó làm cong có một bên nữa. Đó, cây này bán 1 triệu nha, Samsung Note Edge bán 1 triệu. Samsung E6 màn hình ảm nha, RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha. Cây này xài cũng pin cũng trâu. Nhưng mà màn hình ảm nha, màn hình zin. Cây này bán 600 ngàn. Samsung E6 bán 600 ngàn. Asus ZenMate nha, ZenMate RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha. Cây này bán 600 ngàn nha. Asus ZenMate bán 600 ngàn. Samsung Z2 Prime nha. Samsung Z2 Prime RAM 1 GB dưới bộ nhớ 8 GB nha. Cây này bán 300 ngàn nha. MobiTab Rumbo S2, cái này RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Không ai mua là lát mà mình bỏ vỏ đen cho mình bán cho dễ bán nhé. Vỏ đen nó đẹp dễ bán hơn. Cái này để vay bán 600 ngàn nha. Rumbo S2 nha, cái này RAM 3 chạy cũng tương đối khá nha. Bán 600 ngàn. Bỏ mở tiếng Việt ra mà chưa có quên này. Cây Oppo F3 nha. Oppo F3. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 64 GB nha. Cây này bán 1,1 triệu nha. Oppo F3 nha. Cây đó mạnh lắm nha, RAM 4 luôn. Cây Redmi Note 3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Cây này bán 700 ngàn. Redmi Note 3 nha. Cây này lát cũng bỏ vỏ mới vô cho dễ bán luôn, nhưng mà vẫn bán giá 700 nha. Bỏ vỏ đẹp vô vẫn bán giá 700 luôn. Sony Z5 RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Cây này màn hình bị đốm nhé. Đó, màn hình đốm trắng nha. Đó, bà con mua thì chú ý mình báo những phần lỗi của máy nha. Như lỗi đốm này thì mình báo nha. Cho nên là mua rồi shipper tới nơi thì đừng có chê nha. Những cái gì bị lỗi thì mình báo hết trên này rồi nha. Còn những cái phần đẹp thì mình không có khoe ra, chủ yếu mình khoe mấy cái phần xấu thôi nè. Xấu bốn cái góc này nha, bốn cái góc bị mất cái mấy miếng mủ á. Cây này bán 500 ngàn nha. Sony Z3 nha, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Còn dòng nói về dòng Trung Quốc thì mình không có báo bộ nhớ nha. Nhưng mà nhu cầu của khách thì cứ đòi coi hỏi bộ nhớ bao nhiêu rồi RAM bao nhiêu đó. Thì mình cũng thông báo là Trung Quốc là bộ nhớ ảo thôi. Còn ai muốn coi bộ nhớ thì mình tra lên chị Google bộ nhớ của máy Trung Quốc bao nhiêu. Nè, nó ghi tùm lum tựa lưa hết nha. Nó ghi RAM rất là nhiều luôn. Đó, RAM là 8 GB luôn, 6 GB, 8 GB luôn. Đó,
Rồi bộ nhớ thì nó ghi 128 GB luôn. Đó nằm dòng máy Trung Quốc đó nha. Đây Samsung E9S của Trung Quốc nha. Cây này đẹp nguyên cây nha. Mấy cái dơ này thì lau chùi đi nó hết nha. Dơ lau chùi đi là nó hết nha. Nắp này cũng còn đẹp nguyên luôn nha. Cây này bán 500 ngàn nha. Samsung E9S nha. Bán 500 ngàn nha. Của Trung Quốc nha. Samsung Z5 Dream. Z5 Dream đẹp mà, nói chung cây này nó cũng đẹp mà. Cây này cũng còn rất là đẹp luôn. Samsung Z5 Dream nha. Cây này bán 700 ngàn nha. G5 Dream RAM 2 bộ nhớ 16 GB chạy cũng tương đối đầm máy nha. Cây này chạy cũng tương đối được nha. Nếu dùng xài mili cầm tay là cây này là rất là ngon luôn. Bán 700 ngàn G5 Dream. Còn xài mấy dòng khác qua mấy dòng khác thì nó kịch cộm quá. Redmi Note 4. Cây kia Redmi Note 3 RAM 3, còn này Redmi Note 4 RAM 2, bộ nhớ 16 GB. Bị đốm nè. Đốm đen nguyên sọc nha. Cây này bán 500 ngàn nha. 500 ngàn. Sườn quá đẹp luôn. Cây này là sườn quá đẹp. Bán 500 ngàn nha, Redmi Note 4 nha. Máy cũng còn rất là cứng nhưng mà bị đốm ngay đây này. Bán 500 ngàn. Cây Oppo F5. Oppo F5 nha, cây này bị nó bị hư hai cái góc này này. Góc này nó màu đen đen này. Đó, những cái xấu mình cũng đưa ra hết rồi nè. Còn vỏ thì nhìn cũng tương đối chứ không có xấu lắm nha. Cái mấy cái sơn này nó chóc chóc vậy. Cái này bán 500 ngàn nha. Oppo F5 nha, RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha. RAM 4 GB nha, bộ nhớ 32 GB. Cây này bán 500 ngàn nha, xài chống cháy thì xài cây này cũng tương đối nhé. Cây Samsung S7 nha, Samsung S7 nha, cây này màn hình ém nha. Đó, thường thường vô như vậy thì nó không bị ém nè, màu trắng nè. Nhưng mà vô cái hình phông lề này nó mới bị ém thôi. Đó, nó bị ém nhưng mà trên video ấy nó rất là đỏ nhưng mà ra ngoài nhìn cũng không đến nỗi đỏ dữ dàng rồi nha. Cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 64 GB nha, bán 1 triệu nha. Samsung S7 đó, cây này là màn hình cong nha. Màn hình cong. S7 này bán 1 triệu nha. Vỏ này kia cũng còn đẹp nha, nhưng mà xấu nha. Samsung Z320, cây này bán 300 ngàn. Cây này bị lít dưới này nha, bán 300 ngàn. Samsung Z320. Samsung Z5 2016 à, cây Z30 này là RAM 1 GB dưới nha, bộ nhớ 8 GB nha. Còn cây Z5 2016 này RAM 2 nha, bộ nhớ 16 GB nha. Cây này bán 500 ngàn nữa nha, mà nên ém nha, ém nhẹ nha. Nó ém nhẹ nha, bán 500 ngàn nha. Nó đăng lên YouTube mình cũng tránh tình trạng mà bơm hàng hết mức rồi nha. Cho nên là mình quay những cái mà xấu
xấu xa để khỏi bơm hàng đó. Vậy mà vẫn bơm bình thường nha. Cái này bán 500 ngàn nha, zin năm 2016. Cây zin năm 2016 này thì màn đẹp nha, không bị ám nha. Zin năm 2016 màn hình đẹp không bị ám nha. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn nha. Vỏ là còn đẹp nha, chưa có bóc luôn. Đó, chưa bóc keo luôn nha. Cây này bán 600 ngàn nha, zin năm 2016 nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Samsung A70 nha, A70 bị lít nhẹ nha. A70 lít nhẹ, cây này bán 400 ngàn nha. A70 lít nhẹ bán 400 ngàn nha, hết pin rồi. Màn hình lên thì cũng rất là đẹp luôn. Samsung A5 nha, A5 2015, cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB luôn. Cây này bán 500 ngàn luôn. Samsung A5 nha, bán 500 ngàn, màn hình zin đẹp luôn, không bị ám luôn. Cây Oppo Leo 9 nha. Oppo Leo 9 nha, cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB nha, cây này bán 450 nha. 450 vỏ xấu nha. Vỏ xấu bán 450 ha. Cây Sony Z5 bơm hàng luôn, cây này bị bơm hàng nè. Cây này nó bị đốm ở dưới góc này nha. Bị đốm nguyên đốm sọc nha. Rồi còn bị lít ở trên này nha. Lít vòng ở cái trên này nha. Cây này bán 300 ngàn nha. 300 ngàn Sony Z5 nha. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Samsung Z5 nha, Z5 mình còn 2 cây nha, 2 cây đẹp keng luôn, cây nào cũng như cây đó hết, cây nào cũng đẹp hết, cây nào màn hình cũng đẹp hết nha. Cây này cái lúc của nó hơi cứng gì vậy? Samsung Z500 nha, màn hình không ám, bán 500 ngàn, vỏ đẹp luôn, vỏ là không có bị chảy luôn, vỏ thì rất đẹp luôn nha. Cây này bán 500 ngàn nha, Z500 nha. Oppo A93 nha, Oppo A93 máy của Trung Quốc nha. Oppo A93 của Trung Quốc, cây này bị bể nắp nha, bán 400 ngàn nha. Máy của Trung Quốc nha, bán 400 ngàn. MobiTab F-Cell. Cây Oppo A93 của Trung Quốc nha, cây này bán 400 ngàn nha, bị bể nắp nha. Bể nắp bán 400 ngàn nha. Cây MobiTab F-Cell. MobiTab F-Cell nha, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha, bị vỏ xấu nha. Bán 450 nha. MobiTab F-Cell RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây Huawei nha, Huawei Y9 nha, RAM 4 bộ nhớ 64GB nha. Huawei Y9 nha, cây này bán 1.1 triệu thôi nha. Vỏ mới mà nó có cái đốm ở ngay cái góc này, mà không biết là đốm gì. Nhiều khi đốm lồng đen không chừng. Cây này bán 1 triệu nha, Huawei Y9 nha.
còn có i7 bà rồ nè, Huawei i7 bà rồ thì RAM 3 nha, bộ nhớ 32 GB nha, bán 900 ngàn nha. Huawei i7 bà rồ RAM 3 bộ nhớ 32 900 ngàn. Oppo F11 nha. Oppo F11 nha, cây này RAM 6 bộ nhớ như 64 hay gì. RAM 6 nha, bộ nhớ 64 nha. Oppo F11 nha, cây này bán triệu 8 nha. Triệu 8. Còn mình có cây cũng Oppo F11 mà cây này là F11 RAW. Oppo F11 RAW RAM 6 bộ nhớ 64 GB luôn. Nó RAM 6 nha, bộ nhớ 64 GB nha. Oppo F11 RAW. Cây này bán rẻ nha, bán triệu dưới nha. Chiều dưới là do cái camera của nó bị hư camera trước này. Hư hư camera trước này. Camera sau chụp bình thường nha, mà hư camera đằng trước này. Cây này bán chiều dưới đây nha. Oppo F11 RAW nha. Cái cây này mà không bị hư camera trước là mình bán 2 triệu nha. Tại vì cây F11 mình nó bán chiều 8 rồi nha. Nói chung mình bán giá này là bằng giá trên đó người ta bán cây F11 Trung Quốc á, mà cũng bán gần 2 triệu rồi, mà mình bán cây này 9 tháng luôn mà cũng có triệu 8 thôi nha. Còn ai không biết thì cứ lên hỏi, lên Google á, gõ nha, hàng Trung Quốc mà rặng mà người ta bán 1 triệu mấy, gần 2 triệu. Mình bán cây này ở F11 hàng chính hãng mà có triệu 8 rồi. Cây Oppo A95 nha. Cây Oppo A95 này thì nó hơi khá cao nha. Cây này là RAM 8 cộng 4 là 12 GB nha. Là RAM 12 GB á, tổng thể RAM của nó là 12 GB nha. Bộ nhớ 128 GB. Đó, màn hình thì rất là đẹp luôn. Màn hình rất là đẹp luôn. Máy này là còn nguyên si nha. Cái này bán 3 triệu nha. Oppo FE95 mình bán 3 triệu nha. A95 mình bán 3 triệu, RAM 12 GB luôn. Tổng thể. Đó, mà màn hình nó bị vậy là do máy ảnh của mình nha, chứ không phải là do màn hình nha. Mình quay lên có nhiều nhiều cái máy màn hình AMOLED á, nó bị giật giật á, là do cái máy ảnh của camera của mình á, là nó bị nha, chứ không phải là bị máy nha. Còn ship tới là màn hình không có bị gì hết nha. Cây Redmi 7 nha. Redmi 7 không biết còn pin không. Cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32 GB nha. Vỏ sườn cũng còn rất là đẹp nha. Cây này đang reset máy mà chưa có mở ra luôn. Cây này bán 1 triệu nha, Redmi 7 nha. Vỏ đẹp luôn nha, đẹp keng luôn. Bán 1 triệu nha. Đó, đang reset máy chưa có mở ra nha. Nên mở ra RAM 3 nha. Cây E50 này có người chốt hàng rồi nha. Cây Oppo Zenlo 2. Oppo Zenlo 2 nha. Cây này cũng mạnh nha. RAM 2 ấy, RAM 8 GB nha. RAM 8 GB bộ nhớ 128 nha. Cây này camera trước cũng là camera trượt lên nha. Trượt lên camera trước nha. Camera
cây này bán 2,4 triệu, 2,4 triệu cũng gần hết pin rồi, nên mình sạc pin để mai quay cho bà con coi. iPhone 10X Max nha, cây này bán 400 ngàn đây nha, màn hình 6 nha, màn hình 6 bán 400 ngàn nha, iPhone 10X Max của Trung Quốc nha. Còn iPhone 12 Pro Max của Trung Quốc này nha, cây này màn hình đẹp nha, cây này bán 700 ngàn nha, bán 700 ngàn. Còn có mấy cây thôi, ba bán hoài luôn, không mua được lắp đít là cứ để bán hoài luôn. Cây iPhone 13 Pro Max nha, cây này cũng màn hình cũng đẹp nha, nhưng mà lắp sau thì bể từ lưa nha. Cây này bán 900 ngàn nha, iPhone 13 Pro Max nha, của Trung Quốc nha. Mình báo của Trung Quốc là trên hồn kia bánh tấm loại hàng chính hãng, mình cũng bó tay luôn, có mấy trăm ngàn một đòi chính hãng. Cái xác máy của 13 không Pro Max không, người ta đã bán mấy triệu rồi, không có bán xác máy bể màn hình luôn á, mà người ta đã bán mấy triệu vậy mà không có mà bán luôn á. Nếu mà có mở màn hình ra mình cũng dám mua cho 5 triệu cái mà cái men không khỏi cần cái màn hình á. Cái này hết pin rồi, cái này tab 4 nha, tab 4 không không có tải được Bluetooth đỏ nha, Android nó có 4.2 thôi nha. Cây này mình bán 300 ngàn nha, Tab 4 nha. Cây iPad 2 nha, iPad mini nha, cây này coi Bluetooth cũng ok nha. Cây này bán 800 ngàn nha, 800 ngàn iPad mini nha. Cây này bộ nhớ của nó 16GB nha. Bộ nhớ của nó thì có 16GB thôi nha. Còn ai muốn biết phiên bản thì vô đây coi nha. Dung lượng nó có 16GB thôi. Cây này bán 800 ngàn nha, iPad mini nha. Cây Maxell nha, Maxell Tab 10 nha, cây này vỏ xấu bán 700 ngàn nha, vỏ xấu bán 700 ngàn, màn hình thì rất là đẹp nha, không có chảy chụa nha, không có chảy chụa bán 700 ngàn nha. Còn cây này thì rất là đẹp luôn, cây này lắp sau cũng đẹp luôn, cây này thì 800 ngàn nha, Mobile Tab 10, cây này thì nắp sau cũng đẹp keng luôn, bán 800 ngàn. Còn cây kia thì nắp sau nó hơi xấu thì bán 700 ngàn. Còn màn hình thì cũng rất là đẹp luôn ha, rất là sáng sủa luôn. Cây này bán 800 ngàn, bán bằng giá thằng mắc theo đứng này nha, mắc te dạng đứng nha. Mắc te dạng đứng này cũng Android 9 chấm luôn, bán 800 ngàn luôn. Cây này cũng bán 800 ngàn luôn. Cây Tab E nha, Samsung Tab E Android 4.4 nha, Android 4.4 tải được Bluetooth không quảng cáo thôi. Cây này bán 800 ngàn nha, Samsung Tab E. Còn nhu cầu muốn tải Bluetooth đỏ thì mình một thì giá 1 triệu nha. Còn cây này hiện giờ là 4.4 mình bán 800 ngàn. Rồi ấy, chào bà con cô bác nha. Như thường là ai mua thì cứ chốt cái cạc Viettel Mobi Villa cũng được 50 ngàn nha, shipper tới lời trừ ra. Ai chuyển khoản nguyên cây mình bao ship, còn ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship. Chuyển khoảng nửa cây hay 100 ngàn trở lên là mình báo ship đi. Rồi thời gian chốt hàng 3 đến 4 ngày chưa có máy liên hệ lại mình hỗ trợ ship cây khác nha. Tiền cọc mình vẫn trừ ra. Còn ai có thiện chí mua cái máy thì cứ mua cái cạc để đó. Rồi khi nào mình cần chốt máy thì mình cào ra thôi, không có sợ mất tiền nha.
vì mình mua cạc mà mình chưa có cào ra, chưa sử dụng thì đâu có, người ta đâu có trừ tiền mình đâu mà sợ. Rồi chào bà con cô bác nha.